Chào mừng các bạn đến với khám phá đó đây. Mời các bạn cùng khám phá đó đây, tham quan bảo tàng Đồng Đình nằm trên đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ồ, có mấy chú chó chạy theo. Ở video trước thì các bạn đã xem cái phần 1 của bảo tàng Đồng Đình. Thì bây giờ mời các bạn tiếp tục khám phá bảo tàng Đồng Đình phần 2. Chúng ta tiếp tục khám phá những cái gian nhà còn lại của bảo tàng Đồng Đình. Bây giờ là cái gian nhà gỗ các bạn. Thì các bạn là trước mắt chúng ta là những căn nhà gỗ rất là ấm cúng bên trong. Có những cái dây leo, nó leo lên tường, rất là thú vị. Thăng Bình Giáo Thụ Trạch. Quảng Diêu Đường. Anh nằm trong khuôn viên của bảo tàng Đồng Đình. Những căn nhà gỗ, nhà gạch, ba gian. Phía tường là xây gạch, nhưng mà bên trong thì những cột gỗ. Mái ngói. Vào đây rất là mát mẻ, phong cách rất là mộc mạc, cái nó toát lên cái mộc thổ. Bên ngoài khuôn viên thì cực kỳ thoáng đãng và xanh mát. Du khách thì cũng đã đang là check in chụp hình ở đây, ở bên ngoài ở căn nhà ba gian này. Những căn nhà ba gian cổ xưa có những cái lu. Có những cái lưu thôi. Còn ngoài ra còn có những cái dãy nhà lân cận xung quanh nữa các bạn. Ở đây cũng có các căn nhà tre nứa này này. Rồi cái nhà gạch đang xen nhau, tre nứa này. Rất là mát. Xung quanh là cây cối. Đây. Và cái nhà này. Nói chung là nhà này là của cái ngư dân, cái kiểu mô hình nhà của cuộc sống đời thường thôi các bạn, chứ không phải là cái gì cao siêu. Những cái dụng cụ đơn sơ của người dân sinh sống, mô tả lại cái hình tượng người dân sinh sống rất là đơn giản, đơn sơ thôi. Một cái nhà tre nữa. Ồ, nhìn xuống này rất là đẹp các bạn. Đây, cái nhà này bên cạnh này có cái nhà tôn nữa này, có cái nhà tôn. Và chúng ta sẽ đi khám phá từng căn nhà một. Rất là mát, nhìn mát mẻ lắm. Trong cái căn nhà nứa tôn này rất là đơn sơ. Có cái giường bố màu xanh xanh nha, giường bố để ngủ nha. Những cái dụng cụ sinh hoạt, có cái ghế tựa. Đây cũng có một ít cái đồ đó, và cái đồ người ta sinh hoạt, cái dấu vết của người ta sinh hoạt, cái đồ dụng cụ bếp, đồ gia vị để nấu ăn, có lẽ là để bảo vệ người ta ở, người ta ngủ ở đây các bạn, ở lại. Ngoài này có cái tảng đá lớn, cái tảng đá rất lớn. Chúng ta nhìn xuống dưới này, kiểu nhà sàn này. Nhà sàn, cột tre gỗ thôi. Rất là mát mẻ. Ở dưới là suối chảy tấp tách nha. Có cái bếp nè. Đây có bếp, nước chảy nha. Nhìn mát mẻ đó các bạn, rất là thú vị. Cây xanh mà, xanh mướt. Ở nhà sàn, cái nhà rất là đơn giản, đúng kiểu bản chất của nhà dân. Ủa, đây có cái lối đi hay vậy, có cái lối đi tre này. Lối đi qua bên kia là cái nhà. Ủa, dưới này có con suối. Lối tre đi qua là cái nhà ba gian, nhà gạch bên kia, nhà gạch gỗ bên kia. Trở lại cái nhà gạch gỗ bên kia. Cái khuôn viên rất là rộng, thoáng đãng. Có con mèo.
Con mèo đen năm Quý Mão là gặp mèo là hay các bạn. Một con mèo đen trắng rất là dễ thương. Chú mèo rất là dễ thương và thân mật, điềm lành và hay. Con mèo đẹp quá. Mèo mèo mèo. Chú mèo rất là dễ thương. Chà. À, năm Quý Mão gặp mèo rất là thương dễ thương. À, vậy là ở đây có cái cổng này, cái cánh cổng về leo bao phủ tường này. Ở chỗ này có mấy căn nhà gạch nhưng mà cái cây dưa leo dây leo nó treo nó bao lên phủ tường rất là đẹp, nhìn rất là cổ kính. Ồ, ở đây có cái cửa này, cái cửa có cái ổ khóa luôn, ổ khóa cũ sắt à. Xét à, lối đi à, đi theo lối này tiếp tục coi cái gì đây à, một xanh. Ồ, có cái nhà nữa này, một cái nhà xinh xinh nữa, một xanh. Màu xanh mướt. Ồ, có hoa nữa này à, hoa. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. The monkey chased the weasel.